Chị thì dám là ngọt. Ôi trời đất ơi. Nhưng cái đùng cái là nó trở mặt như chị. Đùng cái là lật mặt như lật bàn tay luôn. Rồi những người nói chuyện ngọt ngọt nó vậy đó chị. Đặc điểm là một số thanh niên phi công trẻ này lừa tình mà lừa tiền. Trước khi chưa lừa được nói chuyện rất ngọt. Anh yêu em, anh thề anh hứa, đúng không? Cục vàng không? Cục vàng luôn, đúng rồi. Đây là cục, đúng cục vàng, con trứng gọi là đây là trứng vàng rồi, đúng chưa? Vì moi được tiền của mình. Tại sao mà chị tin tưởng một thanh niên mà tuổi trẻ như vậy? Mình nghĩ cùng quê cùng xứ. Quê rồi. Quê chứ, bà con còn đang lừa nhau. Về quê chi quê... Hai bên gia đình, bên vợ bên chồng đều biết hết. Biết hết chưa? Biết hết, chứ không có giấu giếm. Biết hết nhưng mà khi biết hết, tại sao mình cũng tìm hiểu thanh niên này bản chất có tốt không? Thì về quê thì cũng nói là hắn chỉ là cờ bạc này kia nọ, đá gà đá bọng gì thôi. Chứ mình cũng không biết là nó là vậy thanh... sự như vậy. Vậy thanh niên là chị cũng hết rồi đó, nó mới bỏ nó đi theo con khác. Thấy chưa? Mà con này thì quê nó ở Tiền Giang đó, nó tên là Ngọc Tiền. Lại có tiền rồi. Là nó có tiền, thấy nó đeo sợi dây chuyền với hai chiếc nhẫn rồi bắt đầu là nó bắt qua. Xin chào quý vị các bạn, thì hiện nay bên Công Trần đang bán tinh dầu gia truyền của công ty Dạ Thảo Liên. Đặc biệt bên mình đang bán những thuốc về viêm khoang miệng như sâu răng, hôi miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng, ê buốt chân răng, nhiệt miệng, lấm lưỡi, lưỡi bản đồ, viêm nứt ra miệng, viêm amidan, viêm tai giữa, đặc trị các bệnh về lấm móc, lấm caro, trị bỏng, lấm móng tay móng chân, điều trị đều khỏi. Quý vị mua hàng yên tâm, sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép và sử dụng. Quý khách mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn. Dạ, đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Dạ, trong thời gian vừa qua và rất nhiều các anh, các chị, các cô chú ở tất cả các tỉnh rất xa về đây báo tin nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để ghi hình, đăng tin để tìm người thân. Đặc biệt là trong thời gian vừa rồi thì rất nhiều các chị em gái về đây báo tin nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để đăng tin để tìm một số tình nhân trẻ, một số bạn đời và có thể là người yêu. Thì hôm nay anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục tiếp nhận là một thông tin, một chị gái ở một tỉnh rất xa về đây báo tin nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để ghi hình, đăng tin để tìm một thanh niên rất trẻ này. Dạ, câu chuyện này nào kính mời cô chú anh chị bạn là tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi, xin phép chào chị gái nhé. Rồi, chị có thể chị giới thiệu chị tên là gì? Chị là tên Phượng. Chị Phượng ha. Rồi, xin phép chị Phượng năm bao nhiêu tuổi rồi? Chị 56 tuổi. 56 ha. Rồi, mình nguyên quán đâu chị Phượng? Quê chị ở Tân Thành, ấp Anh Dũng, xã Tân Thành A, Tân Hồng, Đồng Tháp. Từ Đồng Tháp luôn, xa dữ vậy. Hiện nay mình đang sinh sống tại đâu chị Phượng? Bây giờ chị đang ở thành phố. Ở Sài Gòn luôn. Rồi, chị hiện nay đang làm công việc gì? Chị lúc trước thì chị buôn bán lặt vặt chị đi sống mà bây giờ chị nghỉ rồi. Rồi, chị cho em hỏi này, hôm nay chị về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để ghi hình, đăng tin để tìm một thanh niên trẻ này là làm vụ việc cụ thể làm sao? Nguyễn Nhân Út này là sống với chị là 5 năm rồi. Nhưng mà trước khi hắn sống với chị là hắn không có gì hết. Mà chị bỏ tiền bạc ra chị nuôi ba cha con của hắn là tới 5 năm. Hắn mới là bỏ đi theo cái con Ngọc Tiền gì đó chị không biết. Nhưng mà bây giờ chị không cần mà lấy tình cảm gì với nó hết. Chị chỉ kêu về để mà chị lấy lại tiền bạc mượn của em của chị là tổng cộng đó là 95 triệu. Còn cái tiền riêng của chị á là chị đưa cho nó đi mua quần áo đồ bán đó là 15 triệu. Với thêm một chỉ vàng để lấy áo khác. Là lúc đó là ở Tây Ninh, chị cũng không có nhớ ngày tháng. Rồi xong xuôi rồi với con của chị nó đi mượn vay dành cho chị là 50 triệu để mà mở quán bán. Là chị trả tổng cộng cho nó là được có 27 triệu thôi. Còn 50 và con chị nó mới cho chị là 20, là còn thiếu 30. Đó, chị chỉ cộng cái số tiền đó ra là chia cái số tiền 95 triệu là chị chia ra làm 2. Chị trả với chị với mà Út đó trả làm 2. Còn cái số tiền kia thì chị bắt phải trả lại hết cho chị. Rồi, xin phép chị thế này, gọi là tổng số tiền mà tên Út đã mượn nha, của gia đình chị, những của chị và con gái chị là tổng số là 170 triệu. Theo em được biết là cả vàng, đúng không? Nhưng đến giờ phút này là 140 triệu thôi. 95 triệu cộng một chỉ vàng 5 triệu là 100 triệu. 100 triệu cộng với lại 50 triệu của con gái chị nhá là 150 triệu, mấy 20 triệu nào nữa. Với 15 triệu đi lấy quần áo bán. 15 triệu đó là xấp xỉ 170 triệu. Đúng chưa? Nhưng đến giờ phút này Út, người tên Út này trả chị nhiêu rồi? Chưa trả được đồng nào. Rồi bây giờ hiện nay người ta đi đâu rồi? Ở trên Bình Dương nó đi làm bên, nghe nói là làm xưởng gỗ gì đó. Được rồi, xin phép chị thế này nhé, em phải hỏi rõ hơn. Bởi vì hỏi chuyện nhiều khi là nhiều cô chú anh chị nghe qua cái câu chuyện không hiểu được. Đúng không ạ? Vì vậy em muốn chị là chia sẻ nó thật lòng hơn, rõ ràng hơn. Rồi, chị mấy cái thanh niên tên Út này là họ tên đầy đủ là gì chị? Nguyễn Văn Út. Nguyễn Văn Út ha. Năm nay hình như là nhiêu tuổi rồi? Là nó sinh năm 1978. 78 tuổi Ngọ. À, và chị cũng không biết. Năm nay 45, chị 56. Trên nhau gọi là một giáp, đúng chưa? Vậy thanh niên này có vợ có con chưa chị? Lúc trước là nó có vợ có 3 đứa con. Ừ. Xong rồi nó thôi, nó lấy con nhỏ kia ở dưới Tiền Giang, nó ở được 3 năm rồi nó thôi tiếp. Rồi nó mới quen với chị, nhưng mà lúc đó là chị không biết nó là tình dặn nó như vậy. Tới sau này bắt đầu té ngửa ra là em út nói chị mới biết, rồi giờ lỡ sống rồi thì thấy nó cũng hiền hậu đồ này kia nọ, nhưng mà không ngờ nó lại gạt chị một cách bạo ngược như vậy. Rồi đến giờ phút này chị tìm hiểu được là thanh niên tên Út này đúng không ạ, là lừa rất nhiều đàn bà phụ nữ rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi chị cho hỏi là hai người ấy trước mình gặp nhau ở đâu? Chị là gặp nhau là kiểu như là trên Facebook á. Ồ, lại Facebook rồi, tình yêu Facebook là nhiều khó lắm. Facebook, nhưng mà ai là người tán tỉnh ai? Hắn trước. Hắn tán chị là đầu tiên là nói làm sao? Hỏi là chuyện trò chuyện nhau. Trò chuyện rồi hỏi quê quán rồi này kia nọ, chị nói là chị quê ở Đồng Tháp. Nó nói nó ở Tây Ninh. Chị có nói tuổi tác gì không? Có. Chị nói chị 56 tuổi. Lúc đó là gặp nó là chị 51 tuổi. Ừ. Đúng rồi, năm nay 56, 5 năm trước 51 tuổi. Và thanh niên nó bao nhiêu, ba mấy? 5 năm trước rồi, 78 tuổi Ngọ. À. Đúng không? Ngọ 1978, năm nay 45 tuổi. 45 tuổi trừ 5, năm nay 40 tuổi. 39, 40 rồi, đúng không? Rồi, vậy là thanh niên đã biết rõ tuổi của chị có biết tuổi thanh niên đó không? Không. Sao chị không biết? Nó cứ mài mốt, nó nói nó tuổi này, mốt nó nói nó tuổi nọ, chị cũng không biết luôn. Vậy chị thấy là người ta xạo rồi. À, giấy tờ chị cũng không cần coi tới nữa. Ôi, chứ bây giờ tên này chẳng biết là tên Út thật hay là tên Niêu Manh, chị đâu biết. Tên Út thiệt, bây giờ chị kiếm lấy ra được cái giấy căn cước công nhân của nó. À, căn cước thiệt đấy, giả đây. Căn cước thiệt mới làm. Rồi, vậy là thanh niên này trước đây theo chị tìm hiểu đến giờ phút này chị ngã ngửa ra, chị biết là thanh niên này lừa rất nhiều chị em phụ nữ rồi. Đúng chưa? Rồi, bản thân chị chia sẻ rõ hơn là ai là người quyết định kêu Út này hoặc Út này kêu chị là về sống chung. Út kêu phải sống chung với chị. Sống chung tại đâu? Lúc đó là Út ở trên Bình Dương, chị ở dưới thành phố. Nó kêu chị lên trả là cứ đi về vậy đó, chị cũng không có ở chung. Rồi tới cuối cùng là chị mướn quán, chị mở, chị bán trên Bình Dương đó, là đường Quy Ship 2 là số 28. Là có về đó là ở với chị, rồi bán quán rồi này kia nọ với chị. Xong xuôi dịch bệnh rồi tới đó là buôn bán không được, dọn tới dọn lui là chị mắc hết mấy trăm triệu. Rồi nó vẫn ở với chị như vậy đó, tiền bạc con cái chị cho rồi nó ăn. Chứ nó cũng chẳng có làm được cái gì hết trơn. Ừ. Vậy thì chị nuôi báo cô, gọi là nuôi báo cô tên Út này luôn. Đúng á, ba cha con nữa hết. Ba cha con luôn à? Út có được mấy người con rồi? À, 3 đứa con, 3 thằng trai không. Ôi trời ơi. Còn một thằng lớn hiện giờ đang ở tù ở ngoài Đậu Túc mà Ninh Thuận. Rồi vậy là chị nuôi ba cha con hay 4? 3 cha con luôn. 3 đứa con hả? Còn cái thằng lớn thì nó đi lâu lâu nó mới về. À, gọi là nuôi 3 cha con đi, 2 đứa con mới là một tên người tình. Yeah. Đúng chưa? Vậy trong thời gian đó là tên Út này không có làm ăn ra tiền của cái gì? Không có làm gì được hết. Thế mượn tiền chị làm chi vậy? Lúc đó là làm ăn rồi bắt đầu về quê đó, cắt quán cắt đồ, nó hỏi tiền mượn của em tôi rồi để nó lấy tiền nó trả lại này kia, nó bỏ vô đằng cắt quán đó. Vậy là quyết định sống chung mà 5 năm liền. À. Đúng không? Sống chung gần 5 năm đúng không? 5 năm, đúng 5 năm luôn. Đúng 5 năm luôn, là sống tại Bình Dương. Đi đủ thứ hết, trên Bình Dương. Bình Dương bay về Đức Hòa, Đức Huệ, Củ Chi, rồi thành phố, rồi bắt đầu về tới quê. 4 tỉnh luôn. 4 tỉnh về quê, ở trên quê nhà là hết cũng gần một chưa được 5. Thanh niên này có cái đặc điểm gì mà chị yêu dữ vậy? Thấy kiểu như là hiền hậu với con cái nó còn nhỏ này kia nọ gì đó rồi. Hiền gì em nhìn thanh niên này đâu có hiền, thanh niên này xăm mắt đúng không? Không có xăm. Xăm 2 cái cánh tay thôi. Xăm 2 cánh tay hả? Nhìn có vẻ mắt xăm mà. Ừ. Thanh niên này lúc mà chị gặp là thấy có vẻ hiền lắm đúng không? Hiền. Hiền nhưng mà nói chuyện có ngọt ngào nhẹ nhàng không? Nói chuyện với chị thì rất là ngọt. Ôi trời đất ơi. Nhưng cái đùng cái là nó trở mặt như chị. Đùng cái là lật mặt như lật bàn tay luôn. Rồi những người nói chuyện ngọt ngọt nó vậy đó chị. Đặc điểm là một số thanh niên phi công trẻ này lừa tình mà lừa tiền. Trước khi chưa lừa được nói chuyện rất ngọt. Anh yêu em, anh thề anh hứa, đúng không? Cục vàng không? Cục vàng luôn, đúng rồi. Đây là cục vàng, con trứng gọi là đây là trứng vàng rồi, đúng chưa? Vì moi được tiền của mình. Tại sao mà chị tin tưởng một thanh niên mà tuổi trẻ như vậy? Mình nghĩ cùng quê cùng xứ. Quê chứ, bà con còn đang lừa nhau, quê chi quậy. Hai bên gia đình, bên vợ bên chồng đều biết hết. Biết hết chưa? Biết hết, chứ không có giấu giếm. Biết hết nhưng mà khi biết hết tại sao mình không tìm hiểu thanh niên này bản chất có tốt không? Thì về quê thì cũng nói là hắn chỉ là cờ bạc này kia nọ, đá gà đá bọng gì thôi, chứ mình cũng không biết là nó là vậy sự như vậy. Vậy thanh niên này là vô tích sự rồi đúng không? Chẳng có giải quyết được cái gì cả, đúng chưa? Sống 5 năm liền không có làm được ra tiền luôn mà không đưa cho chị được đồng xu các bạc nào hết. Trời ơi, sao mình cũng tống cổ luôn chị? Tiền bạc của chị không? Thế chị tính sống với thanh niên này bao giờ nữa? Em mốt đầu này kia nọ nó khuyên chị cũng có định nhưng mà nó bỏ đi là chị cũng mừng rồi đó. Ồ, lẽ ra là thanh niên này nó sống với một chị một thời gian nữa là nó còn ăn hết của chị luôn kìa. Thì bây giờ chị cũng hết rồi đó, nó mới bỏ nó đi theo con khác. Thấy chưa? Mà con này thì quê nó ở Tiền Giang đó, nó tên là Ngọc Tiền. Lại có tiền rồi. Là nó có tiền, thấy nó đeo sợi dây chuyền với 2 chiếc nhẫn rồi bắt đầu là nó bắt qua. Bắt qua lại dụ tiếp theo 2 đứa con đâu rồi? Con của nó hả? Dạ. Yeah. Một thằng thì đang ở với thành phố làm, còn thằng nhỏ thì 11 tuổi theo nó, còn rồi. Thằng lớn thì ở tù đi theo là người khác lại nuôi đây. Cha thì đạp mái đúng không, nuôi cả con luôn cho bồ. Nhưng chị đến giờ phút này là trong vòng 5 năm vừa qua gần như chị không được gì trong câu chuyện này, không có gì hết mà mất sạch, mất công, mất sức đúng không, mất tiền mất bạc. Chị đó chị mập 62 kg đó mà giờ còn nhiêu? Chị giờ còn có 53 kg. Trời ơi, vì thanh niên nó hút hết rồi còn tí thịt ở đâu, đúng chưa? Các con chị có biết không? Con chị là biết hết. Trai gái? Thằng trai đứa gái nó vẫn chấp nhận cho chị ở, mà nghĩ là tên này tốt với chị cho tới già này kia nọ, nó cũng có giáp mặt để nói chuyện. Thằng này nó thề thốt này kia nọ dữ lắm. Anh thề anh yêu em. Rồi không thề với con chị luôn. Ồ, thề sao? Rồi nó phải tốt với chị, không bao giờ phản bội rồi này kia. Thề sao? Chị nói lại nè. Nói là chú sẽ ở với mẹ con tới già tới chết, sau này chú cứ lo cho mẹ con rồi này kia nọ. Chú thề vì chú ít tuổi hơn mẹ con, chú sẽ thề mẹ con sẽ ra đi trước. Nhưng ai ngờ giờ chú ra đi rồi, đúng chưa? Thấy cảnh chưa? Anh em Hiệp Sĩ Bình Dương đăng tin rất nhiều rồi, không phải một mình chị, đúng chưa? Tại sao mình không xem? Chị không biết, chị nhờ nhỏ bạn nó nói chị. Thế hôm nay mới xem được đúng không? Nếu chị xem trước hôm nay chị đâu bị lừa đâu. Bởi trong thời gian vừa qua rất nhiều thanh niên lừa phụ nữ rất nhiều. Chị đang hụt hẳn là chị không biết làm sao rồi, thì chị nhờ nhỏ em nó mới giới thiệu chị lên này. Dạ, đến giờ phút này là hơn 100 củ đã ra đi. Chị còn tiền không? Chị hết tiền. Hết tiền luôn rồi. Vậy đó mà hắn đi trên này, hắn ở với con đó đâu rồi mà hắn vẫn điện thoại cho chị hoài luôn. Hỏi chị có tiền không, cho hắn vài triệu đang đi thăm con. Chị nói là chị không có tiền. Không có tiền đâu mà cho. Lại bắt đầu xin tiền chị. Vẫn xin tiền chị. Chị cho hỏi này, vậy là hai người chấm dứt cái mối quan hệ lâu chưa? Thì hắn đi tự đặng, hắn xách đồ hắn đi đó. Đi lâu chưa? Một tháng mấy rồi đó. Hôm đi chị có biết không? Có. Là ý là nó nói là nó đi, nó không nói với chị là nó đi đâu hết, nó chỉ thêm là đêm đó nó đi chơi về nó uống bia ôm, chị mới nói nó, rồi xong xuôi là qua 2 ngày sau nó xách đồ nó đi luôn. Đi uống bia ôm xong rồi chị nói làm sao? Chị nói là đi làm mướn này kia là không tiền không bạc mà còn đi uống bia ôm, con thì ở tù ở tội người không biết suy nghĩ. Chị nói vậy đó rồi hắn xách đồ hắn đi luôn. Trời đất ơi, vậy thanh niên hết xài rồi, đúng chưa? Đúng rồi. Ở với mình đang ăn bấm, gọi là ăn bấm, gọi là bấm váy đàn bà, tiền đâu lại còn bi ôm. Chị có hiểu từ bi ôm không? Biết. Đó. Về trên quê á, là nó đi chở rơm, chị ở nhà, nhưng mà tiền bạc nó làm nó giữ cho chị không lấy của nó làm xu nào hết. Sao mình không gom hết đi? À, cơm nước thì chị nấu chị ăn, tiền chị bỏ ra, còn nó là nó nói để nó làm tiền để nó lo cho con nó. Thì chị cũng nghĩ là nó lo cho con nó, chị không bao giờ chị đòi hỏi gì hết. Ở người ta phải lo cho mình chứ. Chị không đòi hỏi. Trời ơi. Mà bây giờ chị không có thiết tha gì nữa, chị là mong nhờ các anh nghệ sĩ là bắt được cái tên này về để cho chị lấy tiền bạc đồ lợi với chị, cho nó một bài học cho nó biết thôi. Cho bài học, nếu gặp bắt được chị bây giờ chị táng bằng cái gì? Bằng dép hay bằng gì? Bằng dép. Bằng dép, táng vào đâu? Quánh vô mặt nó không? Quánh vào mặt, quánh vào nó vừa đây, quánh vừa nói làm sao? Mày lừa tao hả? À, mày là thằng khốn nạn. Sao nữa? Rồi tới chừng đó chị đánh chị mới nói được. Chị đánh rồi bây giờ nói thử em nghe hợp lý không? Thử chứ, mình thử nữa. Thì đánh vô mặt nó nói là con người mày sống không có lương tâm này kia nọ, hồi nào bây giờ tao lo cho cha con mày ăn ở 5-6 năm trời, mày vũ áo mày ra đi mày còn phản lại này kia nọ. Chị thấy ghê gớm chưa? Vì vậy cho nên em nói thật với chị luôn, cha con không tin tưởng nhau. Đây chỉ là một cái thanh niên này, nó còn ít tuổi này, nó chỉ lừa phụ nữ thôi, ăn bám váy đàn bà thôi. Cùng quê cùng xứ, quê cũng không tin được, kế nhà sát vách không tin được. Còn ghê nữa nghe em, cái con mà đang ở với nó đó, nó còn điện thoại cho chị, nó hỏi chị là mày có dám gặp tao không? Nó hỏi chị gì đó. Sao chị cũng nói là mày gặp mày để mày làm gì tao? Đó, chị nói là mày cho tao số điện thoại đi rồi tao lên tao quỳ tao lại mày. Mà nó không cho. Sao chị nói là mày ngon mày cho tao cái hẹn? Thì cho cái hẹn mà nó không cho, nó cứ nói vậy thôi mà nó không cho. Hù chị rồi. Gọi là bây giờ là ai gọi là bản lĩnh thì người ăn, đúng chưa? Đến giờ phút này là số tiền của chị đã ra đi rồi, người tình thì đã khoác áo theo người khác nữa rồi, đúng chưa? Vay mượn thì bây giờ mình phải chịu. Chị thấy cái cảnh chưa? Bây giờ chỉ có điều nào chị chỉ muốn chia sẻ thẳng thắn trên video này, nói chuyện nghiêm túc trên video này, để hy vọng người tình chị xem được, người tình sẽ liên hệ cho chị hoặc liên hệ cho anh em Hiệp Sĩ Bình Dương. Mời chị, mình nói chuyện thẳng thắn này. Bây giờ trước là chị gọi bằng anh em hay gọi bằng mày tao? Gọi tên không? Gọi tên rồi thì chị gọi tên đi. Đó. Họ tên. Bây giờ đó, Nguyễn Nhân Út đó, sống với tôi 5 năm nay trời rồi. Bây giờ tôi không cần mà ông quay lại để ông sống với tôi. Tôi chỉ mong ông về đây gặp ngay chỗ các anh nghệ sĩ Bình Dương đây nè. Hiệp sĩ Bình Dương. Hiệp sĩ Bình Dương đó, để nói chuyện về tiền bạc trả hết lợi cho tôi. Tôi không có cần cái hạng ngừ mà sống không có lương tâm như vậy là tôi cũng chẳng còn cần thiết gì tới đâu. Đó, nghe lời tôi nói mà quay trở về đây rồi nói chuyện với tôi. Còn nếu không á, thì mấy anh sẽ làm lớn chuyện lên. Thì lúc đó anh đừng có bao giờ mà trách tại sao mà tôi sống vô tình vô nghĩa nha. Bây giờ tình thì lừa rồi, 5 năm là lừa hết rồi, chẳng còn gì nữa, đúng không? Tiền thì cũng hết sạch rồi, đúng chưa? Rồi thân tàn ma dại, em nói thật đấy, đúng chưa? Đúng rồi. Đó, bây giờ thân tàn ma dại từ lúc mà 51, bây giờ 56, gần U60 rồi, đúng không? Mà thanh niên này còn đang tơ này, còn đang khỏe, sung mà đi lái bài khác rồi, đúng chưa? Đó, khi một tình yêu là mình không có tìm hiểu cặn kẽ, đến giờ phút này không những nuôi người tình còn nuôi con cho người tình, đến giờ phút này còn mất cả tiền, thực sự rất bức xúc. Thà rằng ấy là người ta chỉ lừa mình không, người ta đừng lấy tiền của mình thì nó lại khác, đúng chưa? Hai bên ở với nhau không thích thì thôi, đừng ai người về, đừng ai đi. Nhưng đến giờ phút này còn dụ dỗ, còn lừa đảo, tiền bạc nữa, thực sự là những câu chuyện mà anh em Hiệp sĩ Bình Dương trong thời gian vừa qua ghi nhận phải là rất bức xúc. Một số thanh niên ăn gọi là bám bái đàn bà đó, đúng chưa? Thanh niên này bất tài, chẳng qua chị chưa nhận ra thôi, chị không nhận được điểm yếu. Yêu quá là đâu có nhận được, đúng chưa? May cho chị là bây giờ thanh niên này đi sớm, chứ thanh niên này để cho chị dành dụng một mớ vốn mà lại cuối cùng một ngày nào đó thanh niên này cất một mẻ vó thì chắc chắn đến lúc chị còn khổ hơn nhiều. Bây giờ đến lúc là tuổi cao sức yếu rồi, lọm khọm rồi, đúng chưa? Đó, tiền bạc không có, nó hút hết cả tình cả tiền. Đó, ở trong cái thời gian vừa qua thì anh em Hiệp sĩ Bình Dương ghi rất nhiều, đăng tải nhiều lắm. Có chị em phụ nữ ấy, ở chung một thời gian mà nó lừa cả mấy tỷ đó, cuối cùng ra đi luôn. Bây giờ mỗi tháng trả dần chẳng được nhiều cả, đúng chưa? Khổ không? Đó, sống mình như cho khỏe, có con rồi về sống mình cho nó khỏe, đúng chưa? Sống mình đi, mình thích đâu biết ăn gì ăn, chẳng ai cấm. Mấy thanh niên này nó còn khỏe còn sung, mình già ốm yếu rồi tối ngủ thì em nói chuyện là nhiều khi nó ấy thật. Tối ngủ thì mình nhiều khi mình mệt mỏi mình muốn ngủ, thanh niên này nó khỏe này, nó ngủ gì đâu, đúng không? Nó vạ vật thì nó kiếm chuyện cái nọ kiếm chuyện kia, mình có vẻ mình khó chịu không, đúng chưa? Đó, bởi vì hiện nay là thanh niên để đi rất dễ, bởi vì không có hôn thú, không có con, không có liên quan gì hết. Đó, nếu mày khéo thì ta ăn cơm gọi là ăn trực, đúng chưa? Mày không khéo tao lừa tao ôm tiền ôm vạc tao đi luôn, con đồng nào ôm hết, đúng chưa? Giờ mình đi kiếm. Đó, trong thời gian qua rất nhiều chị em phụ nữ là 50-60 rồi về đây, các anh em Hiệp sĩ Bình Dương kiếm được hết rồi. Nhưng bây giờ rất nên tiếc, bây giờ tiền nó không còn đủ. Đấy, trả không trả lần hết lần đó. Lấy lại lần, bắt phải làm giấy tờ, đúng không? Nhưng mà trước mắt là phải đập dép vào mặt, đúng không? Đúng rồi. Chị đập, nếu là để chị đập mà hả giận là khoảng bao nhiêu chiếc dép? Nếu mà cho tôi đập là khoảng 20-30 cái. Ủa trời đất quỷ thần ơi, 20-30 cái luôn. Chứ bây giờ là tôi không thể nào tôi kiềm chế được. 20-30 cái là má nhà trong nhà luôn. Nhà trong nhà luôn. Trời. Trời. Quánh từ lâu là quánh là không để cho nó đỡ được luôn. Không đỡ luôn à? Không đỡ được luôn. Chị em nhìn chị quánh. Em nhìn chị thực sự vẫn khỏe. Tuổi thì cũng nhiều nhưng mà khỏe. Hỏi ngay là chụp cái luôn. Tức lắm em, chị không ngủ được. Đúng một tháng chờ chị không ngủ được. Vẫn là bây giờ mình quan trọng nhất là mình tìm được anh em Hiệp sĩ Bình Dương, tìm được và bàn giao cho chị, đúng chưa? Để cho chị xử lý bằng hình thức kỷ luật trước, đúng không? Nửa tình nửa tiền này là 20-30 cái dép này đã vào mặt, đúng chưa? Sau đó để làm việc tiếp, bước tiếp theo là buộc thanh niên là phải trả tiền cho chị, đúng chưa? Để tránh tình trạng là thanh niên đến lừa người khác. Chị cho hỏi này, cái tên Út này năm nay là hơn 40 tuổi, 45 tuổi rồi, đúng không? Là cái hình này là có giống hình thật không? Bên ngoài không? Giống không? Bên ngoài. Giống y chóc luôn hả? Giống y chóc luôn. Nhìn này có nhận diện đâu? Nếu mà hãy lên TikTok, chị đưa cái hình TikTok cho TikTok, nó trang TikTok là tên gì? Kênh Úc Nguyễn. Úc Nguyễn rồi hả? Úc Nguyễn 66. Úc Nguyễn 66 có nhiều người theo dõi không chị? Nhiều. Ồ nhiều con này nổi nổi trội luôn rồi. Còn con kia thì Ngọc Tiền. Ừ, Ngọc Tiền. Ngọc là Tiền 5. Người tình mới đúng không? Người tình mới. À, Úc Nguyễn là 66. TikTok ha. Rồi thì em tìm xem Úc Nguyễn là 66 mà đẳng cấp cái nào. Thì anh em hiệp sĩ Bình Dương hôm nay thì cũng ghi hình và đăng tải thông tin của chị nha. Chị có thể chị nói rõ hơn là cái thông tin chị chia sẻ trên anh em đội hiệp sĩ Bình Dương này, các thông tin chị có đúng chính xác không? Đúng, tôi nói đúng chính xác. Nếu tôi không có nói rằng đó là tôi chịu trách nhiệm hết, thắc biết hết rồi. Rồi, chị sai chị chịu trách nhiệm ha. Chị có đồng ý cho anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin để tìm một người phi công trẻ này có để cho chị không? Đó. Rồi. Cứ việc đăng thoải mái luôn. Rồi, em cảm ơn cái cuộc chia sẻ của chị. Anh em hiệp sĩ Bình Dương không phải đăng cần đây, không phải cần này cái máy, mấy chục kênh nha, đăng tất cả kênh truyền thông để hy vọng là cái sự lan tỏa nhiều hơn nữa. Cũng là một trong những bài học dành cho tất cả các cô, các chú, anh chị. Hãy xem nhiều hơn nữa đội hiệp sĩ Bình Dương để tránh tình trạng bị lừa đảo, lừa tình, lừa tiền giống này chị nhé. Rồi cuối video này em xin phép được thay mặt đội hiệp sĩ Bình Dương, em gửi lời chào để chúc sức khỏe đến chị cũng như toàn thể gia đình. Hy vọng trong thời gian tới thì mình gặp nhiều may mắn hơn nữa nhá. Đừng yêu đương một cách như thế này nữa. Đúng chưa? Nghĩ yêu chưa? Sợ chưa? Rồi, bây giờ là sợ rồi nhá. Rồi, cảm ơn chị rất nhiều nhé. Rồi, xin chào cô chú, hẹn cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo nha. Rồi, chào mọi người.